Sáng ngày 3 tháng 7, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa cho biết đã tháo thiết bị ở trạm cân lưu động bị hỏng, chuyển ra cho đơn vị cung cấp thiết bị này tại Hà Nội để sửa chữa. Trước đó vào ngày 1 tháng 7, một chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 98H2681 kéo theo rơ móc biển số 98R0193 do Nguyễn Văn Thắng, 31 tuổi, trú tại phố Hà Vị, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang điều khiển. Khi vào trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, gọi tắt là trạm cân lưu động, trên quốc lộ 1A, đoạn đường tránh thành phố Thanh Hóa, đã tông hỏng các thiết bị của trạm cân này, làm trạm cân bị tê liệt. Sau khi xảy ra vụ việc nêu trên, Thanh tra Giao thông tỉnh đã báo cáo với Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh Thanh Hóa, Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ tài xế và phương tiện gây ra vụ làm hỏng thiết bị tại trạm cân lưu động. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.